quý vị và các bạn, chiều nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề mục của cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2022 là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập có 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và 21 nội dung. Thời gian tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập này là nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết số 28 ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới, phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng với an ninh cho khu vực phòng thủ tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan tham mưu của quân khu 3 tổ chức việc bồi dưỡng về các nội dung, phương pháp diễn tập và tham gia đạo diễn các sở ngành, các đơn vị, các địa phương cần phải rà soát để chuẩn bị thật kỹ trong việc lựa chọn các cái địa điểm, vị trí, các khu vực diễn tập. Chúng ta cũng phải nghiên cứu xây dựng các quy định rồi các quy ước đối với cuộc diễn tập. Tôi đề nghị toàn bộ các cái nội dung mà trong các cái kịch bản, trong kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa cái ý định về diễn tập thì các đồng chí phấn đấu hoàn thành là trước 30 tháng 8, tất cả mọi cái là phải xong. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền và quán triệt sâu sắc trong Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh về mục đích và tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Các ngành và địa phương liên quan cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên. Nội dung diễn tập phải phù hợp sát thực tế, tác chiến và khả năng bảo đảm của địa phương. Quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.